Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Đinh Mão tháng Ất Mùi năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ vai ngũ hành ngũ hành niên mệnh lư trung hỏa ngày đinh mão tức chi sinh can nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát vai nạp âm lư trung hỏa kỵ tuổi tân dậu quý dậu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọa và tuyệt thân vài tuổi xung khác trong ngày tuổi ất dậu quý dậu quý tỵ quý hợi tuổi xung trong tháng tuổi kỵ sửu quý sửu tân mão và tân dậu và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi, sao thiên quý, tốt mọi việc, sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao kính tâm, tốt đối với an táng, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao hoàng ân, tốt mọi việc, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có, sao thiên ngục, sáu mọi việc, sau thiên hỏa, sáu về lập nhà, sau cô thần, sáu đối với cưới hỏi, sau lọ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời các bạn đoán xem từ vị trí tít 12 con giáp, Chủ nhật, ngày 18 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý, chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý là người rất thông minh và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, bạn lại đang phạm phải cục diện ngũ hành tí mạo tương hình, bạn lại lấy đối làm lý do để tỏ ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh cho rằng người ta chỉ làm vướng chân vướng tay của mình mà thôi. Vì vậy, với bạn tự tí trong ngày này, thường xuyên nói năng không suy nghĩ và không để ý tới cảm nhận của người khác. Bạn cần phải chú ý hơn trong cách giao tiếp khi muốn góp ý với ai. Đừng có sử dụng những từ ngữ quá nặng nề lại gây tổn thương lòng tự trọng của đối phương ngoài ra trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tử tý lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh không nên sống chỉ biết cho bản thân mình và chẳng ai có thể tồn tại độc lập trong xã hội này và bạn cũng vậy mà thôi cho dù bạn có tài dội đến đâu đi chăng nữa bạn tử tý nhé Vai từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có tầm nhìn xa trong rộng là người thông minh nhanh nhẹn. Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy không nên coi mình là nhất, xem thường mọi người xung quanh. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa chú ý trong khi giao tiếp tránh sử dụng những từ ngữ quá nặng nề. Từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ sẽ làm mất lòng người khác, khiến cho môi trường làm việc càng trở nên căng thẳng. Từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc mở rộng mối quan hệ xã giao, không nên sống khép kín. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật, ngày 18 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan gây rối. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu có thể sẽ phải va chạm với người có chức quyền trong xã hội ngày hôm nay. Và để tránh đưa bản thân mình vào rắc rối, bạn cần phải chú ý trong cách cư xử, tránh bị kích động và có những hành động quá khích. Với bạn tuổi Sửu, bạn là người mạnh mẽ và quyết đoán, sẵn sàng bảo vệ những điều mà mình cho là đúng. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải xem xét tình huống trước mắt mình như thế nào, trở nên hành động thiếu suy nghĩ để lại ấn tượng xấu cho người khác. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn tuổi Sửu và nửa kia đang không được như ý muốn. Đôi bên có thể xảy ra sự tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất được với nhau. Tuy nhiên, xét về mặt tích cực, sau mỗi lần mâu thuẫn, đôi bên sẽ càng thêm hiểu về nhau. Chỉ cần bạn học được cách bao dung hơn bạn tuổi Sửu nhé. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim vướng phải rắc rối với bạn bè, đồng nghiệp cùng công ty tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy không nên va chạm với người có quyền cao chức trọng tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa mạnh mẽ và quyết đoán sẵn sàng bảo vệ ý kiến cá nhân tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ không nên cố chấp hãy bao dung hơn tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc vợ chồng không thống nhất được ý kiến và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi dậu tuổi hợi từ vi tuổi dần chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần bước sang ngày Chủ nhật này đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển vô cùng là thuận lợi nhờ có tam hội giúp sức. Với bạn tuổi dần, nhờ có đầu óc nhanh nhẹn, bạn luôn là người tiên phong đưa ra các giải pháp cho dù có là công việc tưởng chừng như là rất khó khăn đi chăng nữa và khiến cho mọi người lùi bước. Trong ngày này, mối quan hệ xã giao của bạn tuổi dần cũng đang có được sự hài hòa do bản mệnh là người có tài năng vừa biết cách cư xử dù có, bội, dù có bực bội hay là nóng nảy ở trong người thế nào bạn cũng có thể kiềm chế sự nóng nảy và không bao giờ to tiếng với ai cả và ngày này với bạn tuổi dần hôm nay là ngày không thuận lợi cho việc như là khởi công xuất hành an táng. Nếu thực hiện công việc đó sẽ không được thuận lợi cho bạn. Vì vậy nếu có thể, bản mạnh nên lùi công việc vào ngày khác sẽ thích hợp hơn. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, công việc tín trị rất thuận lợi. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có cách giải quyết cho mọi việc dù là khó khăn đến đâu đi nữa tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ quan hệ xã giao có được sự thuận lợi được nhiều người yêu mến tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc biết làm vừa lòng mọi người không nổi nóng với người khác tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim không nên thực hiện những công việc như là khởi công xuất hành an táng trong ngày hôm nay và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lam, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ về tuổi Mão, chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bà tuổi Mão trong ngày này đã gặp được ngày của thực thần ghé thăm. Cái điều này sẽ làm cho những bạn làm ngày tự do có được cơ hội làm ăn khá trong ngày hôm nay. Bạn mạnh có thể sẽ tìm được những mối hợp tác làm ăn có triển vọng thu về lợi ích một cách nhanh chóng hoặc hứa hẹn trong tương lai sẽ thu lợi về khả quan. Bạn mạnh tuổi mão với bản tính ôn hòa và rộng rãi, bạn dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh và đó cũng chính là cơ hội tốt giúp cho bạn phát triển hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi sự khiếu liếu quá mức lại khiến cho người khác đôi khi coi bạn là người không thực bụng cho lắm. Và ngày này với bà tuổi mão nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay thì bạn nên cần phải xuất hành vào giờ hoàng đạo và chọn những hướng tốt để công việc thêm phần được thuận lợi. Hướng tốt trong ngày hôm nay cho bạn là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tính tình cởi mở dễ dàng gây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với người khác tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa làm ăn khá nhận được tiền lương hoặc là lợi nhuận tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ cư xử khéo léo được nhiều người yêu mến tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc gặp được những đối tác hoặc là khách hàng có triển vọng từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim ít gặp rắc rối trong công việc về đánh giá của bà tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá cây màu xanh da trời quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi thìn tuổi tuất từ vi tuổi Thìn, chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tư hại, cái điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Thìn đối diện với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay. Và mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ hoặc là ủng hộ của mọi người, thậm chí là còn bị phản đối một cách quyết liệt nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi thìn, có thể chính bạn bè hoặc là người thân của bạn là người phản đối bạn. Tuy nhiên, dù bạn mạnh cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, thì trước tiên bạn cũng nên xem xét lại mình trước cái đã, chứ hạn chế nghĩ xấu cho người khác bạn tuổi thìn nhé. Ngày này, bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này còn cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia chưa thực sự được thấu hiểu nhau. Và khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng nóng nảy, cố tình hoặc là vô tình nói lời tổn thương nửa kia vì những quan điểm khác biệt nhau. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không được mọi người tin tưởng và ủng hộ. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ xảy ra tranh chấp trong họa hàng người thân tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không nên hành động thiếu suy nghĩ cần phải xem xét lại bản thân tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy cần phải trò chuyện với nửa kia nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi dậu. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy mối quan hệ giữa bà tuổi Tỵ với nửa kia đang rất hòa hợp. Bạn tin rằng mình có thể chia sẻ mọi suy nghĩ ở trong lòng với người ấy và cũng chính nhờ sự tin tưởng ấy mà vợ chồng của bạn thế nào cũng cùng nhau vượt qua được những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Và ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, cũng dần mở lòng hơn với những người khác giới. Bạn biết rằng, muốn tìm được người như ý, thì chính mình cũng cần phải chủ động hơn, chứ không nên chỉ bị động, chờ người khác đến với mình. Và ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho những bạn làm công việc tự do, kinh doanh, buôn bán có được một khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tuy nhiên, đó, bạn cũng cần phải chi tiêu tiết kiệm và có kế hoạch. Như vậy thì sớm muộn gì bạn cũng trở thành một người có của ăn của để bạn tuổi tỵ nhé. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp, đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, luôn cố gắng mở rộng lòng với mọi người xung quanh. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, chi tiêu có kế hoạch trở nên phung phí từ vi tuổi tam tỵ thuộc mệnh kim nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có suy nghĩ cởi mở hơn trong mọi chuyện về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu hồng quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mùi tuổi thân Từ vi tuổi ngọ chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn Tử Ngọa trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá, cái điều này làm cho bạn Tử Ngọa cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu ngày hôm nay. Dù túi tiền của bạn có rụng rịnh đến thế nào đi chăng nữa thì nếu như muốn tích lũy bạn vẫn cần phải tiêu tiền có kiểm soát hơn. Và trong ngày chủ nhật này đối với những bạn làm trong những lĩnh vực như là kinh doanh, buôn bán Đầu tư làm nghề tự do thì bạn nên cần phải tránh quyết định đưa ra đầu tư trong ngày hôm nay, bởi thời điểm này bạn khó có thể tìm được một đối tác hợp tác đáng tin cậy. Bạn cần phải bình tĩnh và chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tứ Ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng, cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia đang rất hài hòa yêu thương và quý trọng nhau. Dù bạn đã kết hôn từ lâu hay là mới đến với nhau, thì hai bạn cũng chẳng bao giờ quên hâm nóng cảm xúc cho hai người. Đôi bên cũng không quên giúp đỡ người kia trong mọi việc, dù là nhỏ nhặt nhất đi chăng nữa. Vài từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần phải chú ý trong chuyện chi tiêu, chớ nên tiêu xài quá phung phí, tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên chi tiêu quá bừa bãi thì mới có thể tích lũy được, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa không nên đưa ra những quyết định về đầu tư trong ngày hôm nay, tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ cần phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp với mình, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc thường xuyên ham nóng tình cảm vợ chồng và đánh giá của bạn tử ngọa trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu tím màu da cam quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mùi tuổi tuất tử vi tuổi mùi Chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này giúp cho công việc của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay tiến triển rất chi là thuận lợi. Tuy nhiên, vì nhiều khi với bà tuổi mùi lại đánh giá năng lực của bản thân và tình hình thực tế không chính xác cho lắm, cho nên bạn thường xuyên lên kế hoạch quá xa vời với thực tế, thậm chí là ảo tưởng nữa. Trong các mối quan hệ xã hội của bạn tuổi Mùi ngày hôm nay, bạn được yêu mến vì luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Rất may mắn, bạn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay nữa và đó sẽ là người chỉ ra con đường tương lai thích hợp cho bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ Nhật này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có màu khác với thổ, cái điều này cho thấy với bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc xã hội cho nên thường quên mất công việc gia đình. Và với bạn tuổi mùi, bạn đừng có tìm cớ đẩy mọi trách nhiệm cho người ấy, bởi nếu như chuyện này cứ mãi tiếp diện, bạn sẽ làm cho người ấy cảm thấy mệt mỏi nữa bạn tuổi mùi nhé. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, công việc tiến triển khá thuận lợi. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy cần phải xác định rõ khả năng của mình cần phải đặt mục tiêu chính xác hơn từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa quan hệ xã hội được tốt đẹp có cơ hội gặp gỡ quý nhân từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc không nên đẩy hết trách nhiệm cho nửa kia vài đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân, chủ nhật, ngày 18 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có chính ấn phù trợ cái điều này sẽ giúp cho những bạn làm những công việc nghề tay trái ngành nghề tự do kinh doanh buôn bán đầu tư trong ngày hôm nay phát triển rất chi là thuận lợi bản mệnh là người có trách nhiệm với công việc cho nên dễ dàng nhận được sự tin tưởng của bạn bè đồng nghiệp và bạn có thể sẽ gặp được đối tác tiềm năng mở rộng quy mô kinh doanh với mình trong ngày hôm nay cũng rất chi là thuận lợi nữa. Tuy nhiên, với bản tuổi thân trong ngày này, bạn cũng cần phải chú ý và sửa đổi bản tính cố chấp, bảo thủ của mình. Dù làm công việc này lâu hay là chưa, bạn cũng nên cởi mở và tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh. Bạn đừng có cho rằng mình mới là người hiểu rõ nhất mọi chuyện và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân á, lại đang gặp ngày có kim khác với mộc cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia có thể đang xảy ra sự cãi quạ trong ngày hôm nay vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện thường tình cho nên bạn chớ có nỗi nóng và nói ra những lời gây tổn thương cho người ấy bạn tuổi thân nhé Vai tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy cần phải chú ý trong cách hành xử, tránh làm mất lòng người khác, tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa làm việc có trách nhiệm được mọi người yêu mến và tin tưởng từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc vợ chồng có sự bất đồng quan điểm từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hãy thay đổi những tính xấu của mình vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 3 sao, giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này dưới sự ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương xung, cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu đang có phản ứng nhanh nhạy và có khả năng ứng biến với nhiều tình huống rắc rối. Tuy nhiên, bạn lại đang quá kiêu ngạo và nóng nảy, sẵn sàng gây gọ với những người có quan điểm trái ngược chiều với mình trong ngày hôm nay. Và ngày này, nếu như bạn làm trong những công việc liên quan tới nghệ thuật, luật pháp, dịch vụ, khoa học, kỹ thuật thì bạn mệnh có được cơ hội để thể hiện được quyền uy của mình, nhất là trong ngày đang có chính ấn sẽ giúp cho bạn có thể nhận được sự nể trọng của mọi người. Bạn cần phải cố gắng làm việc để xứng đáng với danh tiếng của mình nữa bạn tuổi Dậu nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, bạn mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý Tuy nhiên, nếu là người có gia đình, bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách với họ, đừng có để cho sự đồn đại và nghi ngờ gây tác động xấu tới tình cảm vợ chồng nữa. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, khả năng ứng biến tốt khi đối diện với những rắc rối, tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, sẵn sàng gây gõ, nội nóng với mọi người xung quanh, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ được nhiều người khác giới để ý từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên giữ khoảng cách thích hợp với mọi người từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim thể hiện được quyền uy của mình được người khác nể trọng vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu bạch kim màu ghi quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi thìn tuổi tỵ từ vi tuổi tuất chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi tốt cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất trong ngày này nhờ có được ngũ hành nhị hợp nâng đỡ cho nên với bạn tuổi tuất làm ăn được thuận lợi trong ngày hôm nay và rất có thể nếu như bạn nhanh tay nắm bắt được cơ hội bạn sẽ tìm được mối đầu tư hợp tác có giá trị còn nếu như bạn cứ chần chừ do dự bạn sẽ phải nối tiếc về sau này nữa với bạn tuổi tuất bạn là người luôn luôn muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, xong nếu như gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, bạn cũng không nên giấu giếm hoặc là lấp liếm đi. Việc này không chỉ gây hại cho chính bạn mà còn có thể ảnh hưởng tới cả công việc chung nữa nhé. Trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, cũng đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia có thể đang có sự bất đồng quan điểm với nhau trên một vài phương diện nào đó. Và bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi hãy thảo luận bởi trong lúc nóng nảy càng nói sẽ càng khiến cho mâu thuẫn càng thêm sâu sắc hơn mà thôi. Vài tử về tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tìm được mối đầu tư hoặc là hợp tác làm ăn có lợi. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, không nên chần chừ do dự. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc không nên cố tình chia giấu vấn đề mà mình đang gặp phải. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim vợ chồng cần phải thống nhất quan điểm với nhau tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy chia sẻ những khó khăn với mọi người và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vui tuổi hợi, chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi hỏi cho chúng ta thấy là Bạn tuổi hỏi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Cái điều này cho thấy với bạn đã lập gia đình rồi sẽ có được một ngày khá yên bình. Bạn tuổi hỏi bạn luôn tin tưởng vào tất cả các thành viên trong gia đình mình cho nên, nếu có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể. Và ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ nhận được tín hiệu từ những người khác giới. Con người không có ai là hoàn hảo cả, vì vậy bạn cần phải mở lòng mình hơn để nhận ra được những ưu điểm của người khác, chứ không nên chăm chăm vào những khuyết điểm của mọi người. Và ngày này với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên vội vàng, manh động trong công việc. Khi việc bạn làm nhận phải nhiều sự chỉ trí trích, phản đối hoặc là lời khuyên ngăn của người khác thì bạn trở nên cứng đầu, khăng khăng với ý kiến của riêng mình mà bạn cần phải dành thời gian để nhìn nhận lại mọi việc cho thực chú đáo mà sửa chữa bạn tuổi hợi nhé vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, gia đình quan tâm chăm sóc lẫn nhau, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn đang quản độc thân nhận được nhiều sự săn đốn của người khác, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, hãy mở rộng lòng mình với mọi người, đừng có quá mức sôi mối, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, không nên cứng đầu khăng khăng với ý kiến cá nhân, tử vi tuổi Quý Hợi Cuộc mệnh thủy không nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.